Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Chuyển đổi số hôm nay với chủ đề Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh với nhiều nỗ lực trong công tác chuyển đổi số. Trước khi đến với nội dung này, xin mời quý khán giả đến với phần tin có liên quan đến nội dung số trong chương trình ngày hôm nay. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân. Đến nay, các công việc trọng tâm của công tác chuyển đổi số và đề án 06 cơ bản được đảm bảo, đúng tiến độ và thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, trung tâm IOC tích hợp 9 phân hệ giám sát trên giao diện web và 10 phân hệ giám sát trên giao diện ứng dụng Tây Ninh Smart, hệ thống hoạt động ổn định, xuyên suốt. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 23 trên 23 sở ngành. Lĩnh vực cư trú, tổng số hồ sơ tiếp nhận của công dân hơn 66.000 hồ sơ, trực tuyến 49.500 hồ sơ, đạt 75%. Lĩnh vực con dấu đạt 100%, lĩnh vực giao thông đạt hơn 54%, lĩnh vực xuất nhập cảnh tổng số hồ sơ tiếp nhận hơn 19.300 hồ sơ, đạt gần 93%. Đã cấp căn cước công dân cho gần 1.080.000 trường hợp, đạt tỷ lệ hơn 98%. Tổng số hồ sơ cấp định danh điện tử là 508.483 trường hợp, đạt gần 57%. Đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, tổng cộng là gần 96.490 trường hợp, đạt 19% số đã đăng ký. Hiện nay, việc làm sạch dữ liệu trên toàn tỉnh đạt 99,6%. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác chuyển đổi số tại các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện những giải pháp mang tính đột phá trong năm 2023 và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Việc công bố danh mục dữ liệu mở của tỉnh, mở công khai các dữ liệu theo quy định được công khai để người dân, doanh nghiệp được khai thác sử dụng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2023. Công tác triển khai giải pháp khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu các ngành ở Trung ương chia sẻ, dự kiến hoàn thành eForm trong tháng 6 năm 2023 với các dữ liệu đã có như dữ liệu dân cư, kinh doanh, hộ tịch. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và vẫn đang tiếp tục thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ ngành trung ương. Có 1.777 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tại 3 cấp chính quyền, tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. 100% tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số của tỉnh. 100% học sinh phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh được phổ biến, hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số của tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2023. Trong giai đoạn 2023-2025, cả nước phấn đấu đạt mục tiêu có trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, công an cả nước đang tích cực kêu gọi, khuyến khích toàn dân đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tại nhiều địa phương, các chiến sĩ cán bộ công an còn đi đến từng nhà, từng hộ để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác trên ứng dụng VNeID, ứng dụng do Bộ Công an cung cấp nhằm hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử một cách nhanh chóng, mà không cần phải mang theo giấy tờ bản cứng, giảm thiểu rủi ro mất mát và tiết kiệm thời gian. Thưa quý vị, trên lĩnh vực thông tin truyền thông hiện nay, nhờ bắt nhịp với chuyển đổi số, ứng dụng các hạ tầng số mà các đài trong khu vực cũng như cả nước đã có những bước chuyển mình nhanh chóng. Trong xu thế phát triển tất yếu này, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, bước đầu đạt được những kết quả nổi bật. Điều này được thể hiện qua sự đón nhận tích cực của công chúng, và đó cũng chính là nguồn động lực để những người làm phát thanh truyền hình cảm thấy đó là niềm vui, là trách nhiệm. Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, cách thức sản xuất, hoạt động sản xuất, đồng thời công tác quản lý điều hành hiện nay đều ứng dụng công nghệ.
Nhờ việc thay đổi này, phóng viên thực hiện được công tác tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, giúp kịp thời cung cấp thông tin nhanh chóng tới khán thính giả. Trước đây, dường như khán thính giả chỉ theo dõi qua các phương thức truyền dẫn phát sóng, vô tuyến hoặc là các dịch vụ cáp truyền hình. Tuy nhiên hiện nay, với sự phát triển của Internet, việc tiếp cận thông tin đã thay đổi. Do đó, để nâng cao chất lượng phục vụ công chúng, đáp ứng được yêu cầu thay đổi về phương thức tiếp nhận và theo dõi thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã khai thác tối đa tất cả hạ tầng phân phối nội dung số, YouTube, Facebook, TikTok, website, ứng dụng điện thoại. Một điểm đặc biệt nữa, nhờ việc thực hiện chuyển đổi số, khối lượng và chất lượng sản phẩm đã được nâng lên rất nhiều, đã được khẳng định thông qua phương châm Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà. Công tác chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ ở các phòng chuyên môn của đài, như ở phòng thời sự đã ứng dụng hệ thống eGov cùng phần mềm quản lý tin bài TTV11 cũng như qua các group Zalo đã góp phần rút ngắn được thời gian sản xuất tin bài, mang đến những thông tin nóng hổi hấp dẫn cho khán thính giả. Việc đón nhận của công chúng trong thời gian qua, việc phản hồi về thông tin cũng đã góp phần cho chúng tôi luôn luôn nâng cao năng lực sản xuất của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, đặc biệt là khâu nội dung. Và đồng thời bên khâu nội dung thì sát cánh cùng chúng tôi phải là việc ứng dụng công nghệ sản xuất của các anh chị kỹ thuật, làm sao để nhân lực, nguồn lực của chúng ta vừa đáp ứng được công tác chuyên môn, vừa hiểu rõ và luôn luôn ứng dụng những công nghệ mới để thương hiệu TTV11 có những cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay của công nghệ thời đại số. Hệ thống kỹ thuật dựng thì có thể truy xuất lấy dữ liệu một cách rất là nhanh, không cần phải trải qua nhiều thao tác tìm kiếm, giúp cho cái việc mà dựng có thể được nhanh hơn và thông tin nó được chính xác. Hiện tại thì tốc độ làm việc của công việc của bộ phận kỹ thuật thì một ngày sản xuất rất là nhiều tin tức. Nếu mà không có chuyển đổi số thì mình không thể nào đáp ứng được. Có nhờ có công tác chuyển đổi số thì mình làm việc nhanh hơn. Thời gian qua, việc lưu trữ dữ liệu tập trung, ứng dụng công nghệ và những giải pháp phục vụ cho việc lưu trữ, quản trị khai thác đã giúp cho các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có thể tìm kiếm, khai thác được tư liệu, chất liệu phù hợp với nội dung đề tài nhanh chóng, chính xác và thậm chí có thể tìm thấy các tư liệu gợi mở thêm cho biên tập viên một cách nhìn mới, thấu đáo, toàn diện hơn về vấn đề mà công chúng đang quan tâm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phát huy thế mạnh của mình, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào trong sản xuất sản phẩm báo chí để đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh chóng, đa dạng, hấp dẫn, đồng thời tăng tính tương tác với khán thính giả hơn nữa. Đài sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả các cái hạ tầng mạng xuyên biên giới, ví dụ như là YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, v.v. Đó là những cái hạ tầng mà giúp cho chúng ta có thể tiếp cận nhanh với công tác chuyển đổi số, không tốn kém, nhanh chóng để thực hiện và triển khai. Đồng thời, cái lượng khán thính giả tiếp cận và tương tác rất là lớn. Xây dựng và đưa các sản phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh lên tất cả các ứng dụng truyền thông trong và ngoài nước. Hiện nay thì ngoài các cái social media, tức là các cái ứng dụng xuyên biên giới của các cái công ty nước ngoài, thì chúng tôi cũng đã đưa lên rất là nhiều các hạ tầng trong nước, ví dụ như là VTV Go, SDTV, SCTV Online, v.v. và rất là nhiều các cái hạ tầng khác. Cái cuối cùng thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển chọn đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên để đáp ứng được cái yêu cầu thay đổi trong cái điều kiện, trong cái phương thức sản xuất mới. Đồng thời nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu thực hiện cái công tác hoạt động báo chí theo mô hình hội tụ. Thời đại phát triển của công nghệ, sự cạnh tranh với thông tin từ mạng xã hội cũng đã tạo thách thức cũng như cơ hội cho mỗi nhà báo, phóng viên, những người đã không ngừng nỗ lực, cố gắng tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm báo chí hay chuyển đến khán thính giả. Với tinh thần dấn thân, cống hiến, mỗi nhà báo, phóng viên đã và đang chung tay xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chuyên nghiệp, uy tín, trở thành kênh thông tin tin cậy đối với khán thính giả trong thời đại công nghệ số hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chuyển đổi số kỳ này. Chuyên mục chuyển đổi số được phát sóng vào lúc 16:50 thứ hai tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.